hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11, toàn dân nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo hiến pháp và pháp luật. Góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng những hành động, việc làm cụ thể, tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật với phương châm hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc,